Chào tất cả mọi người, mình là Audio Cycle đến từ Audio Tinh Tế, các bạn có thể gọi mình là Nhật. Trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ thảo luận và chia sẻ về ba cái điểm mà mình nghĩ là anh em mới chơi audio nên bỏ qua vì cho cái cuộc chơi của chúng ta nó nhẹ nhàng hơn và cái đầu óc của chúng ta nó thoải mái hơn để chúng ta tập trung vào một cái mục đích lớn nhất của chơi audio, đó là nghe nhạc và nghe thật nhiều nhạc và thưởng thức được bài nhạc đó một cách trọn vẹn nhất có thể. Song song với ba cái điểm mà nên tránh đó thì mình cũng nêu sẽ có ba cái điểm mà các bạn nên để ý và các bạn nên khai thác để cho cái trải nghiệm nghe nhạc của chúng ta nó được tốt hơn và nó được hấp dẫn hơn. Ok, như vậy mình sẽ vào cái điều mà nên tránh đầu tiên, đó là về nhạc Hi-Res. Nhạc Hi-Res có nghĩa là nhạc từ 24 bit trở lên, 24 bit nè, 32 bit nè, DSD nè, không thôi là MQA. Đó là những cái khái niệm được bao hàm bởi cái chữ nhạc Hi-Res. Số lượng nhạc Hi-Res ở trên những cái dịch vụ stream á, nó chỉ chiếm khoảng có 10% cái tổng cái kho nhạc của trên những cái dịch vụ stream mà thôi. Nó rất là ít. Mình thấy có nhiều bạn chỉ muốn nghe nhạc Hi-Res thôi. Có nghĩa là nếu như album nào mà không có nhạc Hi-Res thì có hay cỡ nào đi chăng nữa, các bạn cũng không nghe luôn. Mình cảm thấy cái điều đó nó làm cho mình hơi bị đau lòng. Tại vì nhạc là để nghe mà, chúng ta đang judge nó trên cái con số chứ chúng ta không đánh giá nó trên cái cảm xúc nghe của chúng ta. Và chúng ta không đánh giá nó giống như là nhạc, chúng ta đang đánh giá nó giống như một món hàng vậy đó. Chúng ta không nên làm như cái điều đó với lại âm nhạc. Cái việc mà một cái bản thu Hi-Res 24-bit 192kHz nó có nghe hay hơn so với lại cái bản Redbook CD 16-bit 44kHz ở nhạc lossless hay không, đó cũng là một cái câu dấu chấm hỏi rất là lớn. Tại vì đơn cử thôi, một cái album tên là album Gaucho của Steely Dan hoặc là album Aja cũng của Steely Dan luôn, ở trên Tidal thì cái bản 16-bit 44kHz lại nghe hấp dẫn hơn và hay hơn so với lại cái bản MQA về sau này làm lại. Vậy thì nếu như không có kiến thức về nó, hoặc là chúng ta đang rất là mù mờ, hoặc là cái số lượng nhạc Hi-Res nó hạn chế như vậy, thì tốt nhất các bạn mới chơi đừng nên để kệ cha nó, có nhạc gì thì mình nghe nhạc đó. Như vậy chúng ta đã sẽ tiếp cận được với 90% cái kho nhạc lossless của thế giới. Tại vì đưa lên trên Tidal hoặc là đưa lên trên Apple Music thì bây giờ cũng chỉ là nhạc lossless mà thôi. Và cái nhạc lossless đó nó đến từ chính hãng, nó đến từ chính chủ, nó đến từ chính cái label làm cái bản nhạc đó luôn. Thì anh em không có cần gì phải lo ngại nữa cả. Nghe thật là nhiều nhạc, đó chính là một trong những cái niềm vui và cái niềm hạnh phúc lớn nhất của mình ở trong cái công cuộc chơi audio này. Thế nên anh em đừng có bị che mắt bởi cái định dạng Hi-Res đó. Nó không có nghĩa gì cả. Nó không nói lên được điều gì ở trong âm nhạc cả. Âm nhạc là âm nhạc, con số là con số. Cái điều thứ hai mà chúng ta nên bỏ qua đó là cái việc burn-in. Mình không nói là burn-in nó không quan trọng, nhưng mà mình chỉ muốn anh em đừng nghĩ về nó quá nhiều và đừng bị ám ảnh bởi nó quá nhiều. Chúng ta mua một cái tai nghe về, chúng ta chủ yếu là để nghe nhạc. Và nếu như anh em có muốn chạy rà nó, chạy rô đai nó, thì anh em cũng sẽ đối xử nó một cách thật là nhẹ nhàng và một cách thật là tử tế. Đó là anh em nên sử dụng chính cái playlist nhạc của anh em, những cái album, những cái bài nhạc mà anh em thích nhất, anh em đưa vào trong một cái danh sách phát. Anh em cho nó phát liên tục tối ngày sáng đêm, hoặc là phát thâu đêm luôn cũng được, trong vòng 1 tuần, 2 tuần, với cái mức âm lượng là từ 50-60% thôi. Thì như vậy đã được coi là một cái bước burn-in rất tốt rồi. Anh em tránh sử dụng những cái track giống như là pin noise hoặc là white noise để mà burn-in cái tai nghe. Vì những cái track này nó có nhiều cái mẫu tần số âm thanh rất là phức tạp và nó gây nguy hại tới cái coil và tới cái màng loa của cái tai nghe đó. Vì các bạn phải biết là cái coil loa của cái tai nghe nó nhỏ hơn và nó mảnh hơn và nó dễ đứt và nó nhạy cảm với nhiệt độ hơn rất là nhiều so với lại cái cuộn cảm, cái coil mà dùng ở trên cái loa đó. Bên cạnh đó thì mình cũng thấy là có rất là nhiều người đặt nhiều hy vọng vào cái chuyện là cái tai nghe của chúng ta nó sẽ lột xác thành một cái thiết bị đẳng cấp hơn 10 hoặc là 15 lần tiền hoặc là thậm chí cả 100 lần tiền sau khi trải qua cái khoảng thời gian burn-in.
Wow, nó không phải là Pokemon đâu, nó không có tiến hóa ghê gớm như vậy đâu các bạn à. Nó phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu để cấu tạo nên voice coil hoặc là cái màng loa của cái tai nghe hoặc là của cái loa đó. Nếu nó làm đủ tốt thì sau cái khoảng thời gian bên in 100 cho tới 200 tiếng, chất âm của nó sẽ tinh tế, liền lạc, hài hòa và thoáng đãng hơn. Tuy nhiên, nếu như mà chất âm nó vẫn như vậy, nó không thay đổi thì thôi các bạn cứ giữ đó các bạn nghe thôi. Và cái điểm thứ ba mà mình nghĩ là mọi người mới chơi audio cũng đừng nên quan tâm tới, đó là những cái dây dẫn mà nó quá mắc tiền. Ví dụ giống như là dây USB, dây nguồn, dây loa và dây tín hiệu có giá từ vài triệu, vài chục triệu tới tới vài trăm triệu. Nếu mọi người không có đủ khả năng về kinh tế để mọi người mua những cái phụ kiện đó về để trải nghiệm thì mọi người ơi không sao cả, mọi người cứ yên tâm sử dụng dây nguồn theo máy, dây USB theo máy và dây tín hiệu theo máy của chính nhà sản xuất họ cung cấp cho chúng ta đang sử dụng. Chúng ta hãy nghe và làm quen với cái chất âm của cái thiết bị trước đi đã, rồi để xem chúng ta cần cải thiện cái gì và trong tương lai chúng ta sẽ mua thêm. Chúng ta cũng không cần có một cái cọng dây USB nào mà tới 5.000 đô để làm cho một con đát nó phải kêu hay. Một con đát hay có nghĩa là nó sẽ kêu hay với bất kỳ cái loại dây USB nào cắm vào phía sau nó. Cá nhân mình, cái khoảng thời gian mà mình sử dụng cái bộ Blue Mark 2 và cái con cọc Dave là cái bộ cơ và cái bộ giải mã đầu bảng của cọc electronic của UK thì mình thấy là cái dây USB đi kèm theo cái bộ đó nhìn nó giống như là một cái dây USB Nhật tảo vậy đó, nhưng mà nó là hàng chính hãng của một cái thương hiệu nào đó OEM cho cọc, mà nghe nó còn hay hơn rất nhiều so với lại những cái cọng dây USB 1.000 đô và tới 2.000 đô. Nói như vậy để cho anh em hình dung được là cái mức độ tâm linh đối với cái dây dẫn này như thế nào. Nếu như anh em không có kinh nghiệm và nếu như anh em thiếu cái sức đề kháng, mình gọi đùa là thiếu cái sức defense khi mà đọc thông tin trên mạng, thì anh em rất là dễ lạc vào trong mê hồn trận của dây dẫn. Vậy thì qua cái video này mình đã nêu lên ba cái điều mà mình nghĩ là anh em mới chơi audio đừng nên quan tâm tới, để cho anh em có thời gian nghe nhạc hơn, đầu óc anh em thoải mái hơn, anh em mở rộng được cái nguồn nhạc của mình hơn, và cũng như là anh em sẽ tự tin với cái combo mà mình đã mua và anh em sẽ có thời gian để nghiền ngẫm, để lắng nghe và để hiểu nó nhiều hơn. Cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hẹn anh em trong cái video kế tiếp, mình sẽ nói về ba cái điều mà chúng ta nên làm đối với người mới chơi, đối với người mới mua tai nghe, đối với người mới mua loa. Mọi người nhớ like, share cũng như là subscribe cho Audio Tinh Tế nha. Mình cảm ơn mọi người.